Thời gian qua có không ít những vụ việc tài xế trốn kiểm tra nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên tình trạng này vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Mới đây tại Hà Nội lại xảy ra một trường hợp tương tự khi nam tài xế xe Mini Cooper đã không chấp hành dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, mà còn hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy. Vào tối 26 tháng 2 vừa qua, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lập chốt đo nồng độ cồn tại đường Trần Nhật Duật, Đồng Xuân Hoàn Kiếm. Thời điểm 20 giờ 35 phút, tổ công tác phát hiện ô tô nhãn hiệu Mini Cooper mang biển kiểm soát 30E 112XX do một nam tài xế điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn Người này bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác, hất một cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được ô tô và khống chế nam tài xế, bàn giao cho công an phường Đồng Xuân tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế khai tên là NDT, sinh năm 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức 0,126mg trên 1 lít khí thở chứng kiến đoạn clip ai nấy đều vô cùng phẫn nộ với hành vi manh động của nam tài xế mong rằng sau vụ việc tài xế sẽ sớm nhận ra hành vi sai phạm đã uống rượu bia thì không lái xe đây là quy định đã được phổ biến từ lâu nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm hơn nữa với hành động hất cảnh sát giao thông lên nóc capo chắc chắn nam tài xế sẽ bị xử lý nghiêm minh